Thương vụ kỳ lạ. Ngày xưa, có một chàng trai tên là Kim So-dan, nổi tiếng vì những trò bông lơn. Chàng vốn dòng dõi văn sĩ uyên bác, nhưng sống rất giản dị và gần gũi với dân thường. Chàng vốn khinh ghét đám trọc phú tự phụ. À, tên kia, đây thì phải nhìn đường chứ, có biết ta là ai không mà không chịu cúi chào. Thưa ngài, mấy người ở vùng này là thế cả đấy, đã nghèo rồi đầu óc còn treo ngược cành cây, chứ mấy ai được giàu có khôn ngoan tài giỏi như ngài đây. Ngài ở xa đến đây nên chưa biết đấy thôi. Ừ, quá thế thật. Để ta xem ở vùng này có gì sinh lời được không nào. Ngươi có tin không, từ một túi tiền này ta sẽ bắt nó đẻ ra 10, 50 túi nữa. Ờ, cậu có sao không? Ừ, dạ cháu không sao ạ. Tên trọc phu đó không biết ở đâu đến mà chẳng coi ai ra gì. Hắn trọ gần đây, mấy hôm nay cứ vênh vang cầm túi tiền đi lại khắp nơi trong thành tìm mối làm ăn. Tránh ra, đi gọn vào. Có biết trước mặt các ngươi là ai không? Va vào ngày ấy các ngươi sẽ phải chịu hậu quả lớn đấy, biết chưa? Đây chính là kẻ cần được dạy bảo tới nơi tới chốn đây. À, mình nghĩ ra rồi, tên trọc phú kia đang tìm mối sinh lời chứ gì. Được rồi, ta sẽ tìm hộ ngươi một mối sinh lời dễ dàng. À, cụ ơi, cụ có muốn cùng cháu dạy bảo tên trọc phú kia đến nơi đến chốn một lần không ạ? Ừ thôi, tôi can cậu, dây vào người có quyền quý rồi xin chuyện. Cụ cứ an tâm, có việc gì cháu sẽ chịu trách nhiệm, không làm liên lụy đến cụ và mọi người đâu ạ. Vậy cậu định làm gì? Cháu có ý này, nhờ cháu nhờ cụ tập hợp tất cả những người gánh nước lại đây giúp cháu. Ờ, được. Lão có một mối sinh lời to lắm hả? Đâu nào, sắp đến chưa vậy? Rồi rồi, đến rồi đây. Đến lúc rồi, mọi người bắt đầu làm theo những gì chúng ta đã nói nha. À, được, được thôi. Nào, bác kia, mau nộp tiền. Vâng, tôi gửi cậu. Bác kia nữa, một xu hôm qua bác nợ, với hôm nay nữa là 2 xu. Mối làm ăn lớn kia kìa, thưa ngài. Mấy người kia lấy nước sông làm gì đấy? Họ lấy nước sông rồi gánh vào thành bán. Ngài từ xa đến nên không biết, cả thành này không có một chiếc giếng nào. Sao cả thành rộng lớn thế này lại không có một chiếc giếng nào? Vì thành nằm ở hợp lưu hai dòng sông, theo như các thầy phong thủy nói thì giống như một con tàu vậy. Nếu dân cư nào đào giếng thì chẳng khác nào đục lỗ trên thân tàu. Trời đất sẽ nổi giận, điều đó sẽ mang đến vận rủi cho thành. Ra thế. Đó là lý do vì sao mỗi ngày, ngay từ rạng sáng, những người gánh nước chúng tôi lại đem nước sông đi khắp các khu dân cư bán để đổi lấy tiền. Cứ mỗi gánh nước chúng tôi bán được 2 xu. Ý lão, mối sinh lời lớn là 2 xu này ấy hả? Ta không kiếm những xu lẻ thế đâu. Đã vậy còn cực nhọc nữa chứ. Ta cần mối làm ăn lớn và chỉ cần ngồi không cũng thu được tiền ấy. Ngài cứ từ từ quan sát đi đã. Chuyện gì thế kia? Sao bọn gánh nước lại nộp tiền cho tên văn sĩ kia? Vì anh ta là chủ nhân của dòng sông, anh ta bán nước cho họ. Cứ mỗi gánh nước là được 1 xu. Chúng tôi gánh nước mệt nhọc cả ngày trời mới được mấy xu, còn anh ta chỉ cần ngồi chờ tiền chảy vào túi. Chủ nhân của dòng sông ư? Kiếm tiền như thế này thật là dễ, chẳng hề mất chút công sức nào cả, mà nước sông thì lúc nào cũng đầy ấm ấp, tha hồ bán. Đúng là mối sinh lời dễ dàng đây rồi. Thế mà hôm qua mình đã giễu cợt hắn, giờ phải quỳ xuống lại hắn, mình cũng quỳ, cốt sao giành được mối làm ăn này mới được. Anh văn nhân tài giỏi ơi, anh là chủ nhân dòng sông này phải không? Thật lễ quá, tôi mới đến đây nên không biết, hôm qua đã mạo phạm anh bỏ qua cho. Không sao, không sao. Anh bạn cao quý, anh có muốn bán cho tôi dòng sông này không? Tôi sẽ trả anh thật nhiều tiền. Không được, đây là dòng sông ta thừa hưởng từ tổ tiên ta, ta không muốn bán cho ai hết. Lòng tham của tên trọc phú không ngừng thôi thúc hắn mua bằng được dòng sông, dù phải bỏ ra bao nhiêu tiền đi nữa. Hắn đưa toàn bộ gia sản ra mặt cả, kể cả viên ngọc bội gia truyền, và cuối cùng hắn đã mua được dòng sông. Giờ cụ chờ bà xem, sắp có trò hay để xem rồi. Đến rồi, đến rồi, hãy nhanh đến và đưa tiền cho ta nào. Lấy đi, lấy nước sông đi, rồi trả tiền cho ta. Ta đang chờ đây, những đồng tiền sẽ đổ đầy vào túi ta trong phút chốc. Ồ,
Ê, tên kia, tên gánh nước kia, trả tiền cho ta đi chứ. Tên này nữa, tên kia nữa, ê, trả tiền cho ta đi chứ. Nè nè, trả tiền đi. Ồ hay, nhà ông này, sao chúng tôi phải trả tiền cho ông chứ? Vì ta là chủ nhân của dòng sông này, ai lấy nước từ dòng sông phải trả tiền cho ta, một xu một xu. Ông bị làm sao đấy? Chúng tôi lấy nước từ dòng sông này bao lâu nay, có phải trả tiền cho ai đâu. Chính mắt ta thấy hôm qua, các ngươi trả tiền cho một người đàn ông tự xưng là chủ nhân của dòng sông mà. Một xô nước đầy. Chính mắt ta thấy, ta đã bỏ tiền ra mua dòng sông này rồi. Giờ ta là chủ nhân mới của dòng sông này. Đúng là chúng tôi có trả tiền cho anh ta thật. Nhưng đó là tiền anh ta đã đưa cho chúng tôi hôm trước đó. Chúng tôi chỉ trả lại cho anh ta thôi. Chuyện là thế này, ngày hôm qua. Giờ ta đưa cho mỗi người một xu. Đến ngày mai, theo đúng hiệu lệnh của ta, khi ra sông gánh nước, với mỗi gánh nước đầy, mỗi người lại đưa trả lại cho ta một đồng xu. Ta hứa đến ngày kia sẽ có trò hay cho mọi người xem. Cậu này buồn cười thật. Cho chúng ta tiền rồi mai đòi lại. Nhưng làm theo cậu ta cũng chẳng thiệt gì. Lại có trò hay để xem. Thôi được, đồng ý. Thế ra hắn không phải là chủ nhân của dòng sông à? Trời ơi, vậy mà ta đã đưa cả gia sản cho hắn để mua dòng sông này. Đến đứa trẻ con còn biết dòng sông chẳng có chủ nhân nào cả. Thế mà ông trả tiền một dòng sông. Trên đời này còn ai ngốc hơn ông nữa. Ngốc quá. Trời ơi, mất cả gia sản cho hắn rồi. Trời ơi. Đang đợi tin trọng phu lắm. Rất lâu sau đó, mỗi lần nhắc đến câu chuyện Kim Sơn Đan lừa bán cả một dòng sông cho tên trọc phú, người dân trong vùng vẫn không nhịn được cười. Viên xương khớp Serbi với thành phần glucosamine, chondroitin, MSM và collagen giúp giảm thoái hóa khớp, tạm biệt những cơn đau. Serbi nhập khẩu bởi Chiếc mũ của yêu tinh. Mũ đây, ai mua mũ nào? Mũ gát siêu thượng hạng đây. Hây, ngài gì không biết, buồn bán ê ẩm quá. Này ông, mũ này bán bao nhiêu? 35 xu. Nhưng tôi bán rẻ cho cô, lấy cô 30 xu thôi. Úi dào ôi, cái mũ này mà 30 xu. Màu sắc thì không bắt mắt gì, khung tre thì yếu, gặp gió to trên vách núi chắc là bay phần phật, khéo còn gãy ấy chứ. Ê chết, tre này là tre hảo hạng tôi cất công đem về từ miền Bắc. Chính tay tôi đã giót ngang làm mũ, đảm bảo bền đến chục năm. Thôi thôi, khung vành mềm oặt thế này, tôi đi sang hàng khác mua còn hơn. Ở đây bán loại nón này đầy ra. Ông về rồi đó à? Chán quá bà à. Mũ của nhà mình làm đẹp như vậy mà chẳng có ai mua. Vậy à? Thôi, ngày mai lại ra chợ bán tiếp. Ông mau vào đây ăn tối. Tôi có luộc mấy củ khoai, món ông thích nhất đấy. Nhà vẫn còn một ít từ hôm trước. Tội nghiệp bà, lấy tôi nên phải ăn khoai trừ bữa thế này. Ông không phải suy nghĩ nhiều đâu. Ăn khoai có gì là không tốt, vẫn đủ no mà. Chà chà, thơm ngon quá. Khoai mùa này là ngọt nhất đây này. Nhưng mà... Thôi, sáng mai ông thử ra chợ làng xa rao bán xem sao. Có khi người ta lại mua nhiều hơn chợ làng mình. Ừ, để tôi thử xem sao. Cả ngày chỉ bán được có 2 cái mũ. Sâu mình thật là khốn khổ mà. Biết ăn nói sao với vợ mình ở nhà đây. Trời cũng sắp tối rồi, đường về nhà còn xa quá. Ở trong vách núi heo hút này mà lại có hẳn một ngôi nhà to đẹp thế kia sao? Có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không ạ? Cho tôi xin nghỉ nhờ một đêm với. Chà, may quá, ở nhà cũng không có đồ gì quý giá, kẻo chủ nhà lại hiểu lầm ta. Giờ ta nên đánh một giấc mới được, mỏi lưng quá. Về tới nhà rồi, mau mau vào thôi. Hả, có tiếng người, chà chà, trốn đi đâu bây giờ? Này,
hôm nay tỷ ốc kia đi tận đâu mà giờ vẫn chưa về thế? À, cậu ta bay lên núi Goryeo, lát mới bay về. Quái lạ, không thấy một ai, sao vẫn có tiếng nói? Hay mình bị quỷ nhập? Chà, hôm nay trời đứng gió quá, nãy giờ không bỏ mũ, nóng quá là nóng. Cái mũ này đúng là tiện, yêu tình chúng ta có thể đi khắp nơi mà không sợ bị ai nhìn thấy. Trời đất, quá đà chúng là yêu tinh. Chúng vô hình là do cái mũ gác thần kỳ đổi trên đầu. Chao ôi, ta mà có được cái mũ ấy thì... Lừa lúc yêu tinh ngủ say, ông lão vội trộm lấy một cái mũ đem đi. Trời ơi, gì thế này? Sao bỗng dưng bánh gạo và túi gạo lại biến mất trước mắt mình? Lẽ nào là ma quỷ? Lụa của tôi đâu rồi? Thánh thần ơi, nó vừa mới ở đây xong mà. Thật là tiện ích. Cái mũ này sẽ giúp ta giàu to mà không cần phải vất vả đi bán những chiếc mũ thường nữa. Rõ ràng ta đứng sờ sờ trước mặt anh ta mà anh ta không hề nhìn thấy. Dù ta có lấy bao nhiêu thứ đi chăng nữa cũng chẳng ai trách nữa lời. Gì thế này? Ông lấy đâu ra tiền để mua tất cả chúng thế? Bà ơi, từ giờ chúng ta không phải lo lắng cái ăn cái mặc nữa. Bà cứ tận hưởng tuổi già đi. Tôi đã có cái mũ yêu tinh tàn hình này rồi. Hả? Mũ yêu tinh? Phải rồi, tôi không có nói sai nha. Thế là ông lão kể lại cho bà lão nghe về hai con yêu tinh trong rừng sâu và ông đã lấy cái mũ như thế nào. Vậy là những đồ này đều là đồ đi ăn trộm mơ. Sao tôi có thể dùng chúng mà không chút áy náy tội lỗi nào? Bà yên tâm, tôi đâu lấy thứ gì quá giá trị, đều chỉ là những đồ cần thiết với chúng ta mà thôi. Những vật này với những người kia cũng chẳng thấm vào đâu cả. Dù như vậy thì tôi vẫn thấy chuyện này không ổn. Chúng ta đã vất vả cả cuộc đời, nhưng cuộc sống vẫn chật vật khó khăn. Bây giờ để đời trả cho chúng ta một chút vốn liếng sức lực trước đây, có gì mà không ổn? Chà chà, xem nào, hôm nay ta đã có bao nhiêu tiền đây nào? Trời ơi, lũ chuột chết tiệt! Chúng mày dám tới đây cắn mũ của ông à? Cái mũ quý giá của ta bị thủng thế này, chẳng biết còn tác dụng tàn hình nữa không? May quá, vẫn còn sót một ít vải có thể gia được vào đây. Trong màu sắc cũng không được ăn nhập cho lắm, nhưng nó không thủng nữa là được rồi. Chà, hôm nay ta cần một ít củ quả tươi. Trộm! Mọi người ơi, miếng vải đỏ trộm của tôi, nó đang bay lơ lửng kia kìa, giúp tôi bắt nó với. Chết này. Hóa ra đây là thủ phạm đã trộm đồ trong chợ ta mấy hôm nay. Phải cho nó biết tay, chừa cái thối trộm cắp đi. Ôi, đừng đánh nữa. Trời ơi, ông sao thế này? Ai đánh ông đến nông nỗi này? Đây, tôi đã bảo ông rồi mà. Cái mũ quỷ quái, bà nói đúng, đồ đi ăn trộm có bao giờ bền cơ chứ? Bà ơi, tôi đi trả hết số đồ này cho chủ nhân của nó đây. Đúng đấy ông ạ, tôi đã luộc khoai ông thích ăn, chờ ông về nha. Và rồi ông cụ làm mũ gác trở lại, hai ông bà lại sống cuộc sống tuy nghèo khổ nhưng vô cùng vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc như xưa. Viên xương khớp Sobi với thành phần glucosamine, chondroitin, MSM và collagen giúp giảm thoái hóa khớp, tạm biệt những cơn đau. Sobi nhập khẩu bởi Ân nhân của thần rồng. Ngày xưa, ở làng nọ có một bà lão rất giỏi việc đỡ đẻ. Bà làm công việc ấy từ khi còn là một thiếu nữ cho đến nay đã ngoài 60 tuổi. Người trong làng và cả ngoài làng ai cũng tin tưởng và yêu quý bà.
trước mỗi lần đi đỡ đẻ, bà đều đến trước miếu thờ thần rồng cầu nguyện. Cầu mong thần rồng phù hộ cho đứa bé sắp sinh được khỏe mạnh và cho mẹ đứa bé thật nhiều sữa để nuôi con. Thật là một đứa bé đáng yêu. Mẹ con cháu cảm ơn bà rất nhiều. Mẹ cho con bú đi. Bà ơi, sữa không có chảy ra, cháu không có chút sữa nào hết. Tội nghiệp quá, trận hạn hán này bao giờ mới qua được đây? Một trận hạn hán đã kéo dài mấy tháng nay ở ngôi làng. Cây cối đều khô héo, cả làng thiếu thức ăn, mọi người đều bị đói. Những bà mẹ không có sữa nuôi con, những đứa trẻ thì ốm yếu. Một đêm muộn nọ, có ai đó đến gõ cửa nhà bà lão. Nghĩ có người cần mình, bà lão vội ra mở cửa. Trước mắt bà là một người đàn ông, đôi mắt sáng như sao và có vẻ bồn chồn lo lắng. Bà lão để ý thấy mấy giọt nước rơi ra từ bộ quần áo của anh ta. Thật kỳ lạ khi anh ta lại ướt đẫm như vậy trong khi cả làng đang bị hạn hán. Dạ cháu chào bà, cháu xin lỗi vì làm phiền bà đêm khuya thế này, nhưng vợ cháu đang gặp khó sinh, bà có thể đi cùng cháu được không ạ? Khó sinh ư? Thế thì phải đi ngay thôi. Mà anh từ đâu đến? Tôi trông anh lạ lắm. Dạ cháu ở ngay trong làng mình thôi ạ. Không, ta quen hết tất cả người ở làng này, nhưng ta chưa từng gặp anh bao giờ. Đêm hôm thế này ta không thể đi theo anh được. Dạ cháu không thể nói sự thật lúc này, nhưng cháu xin thề là cháu sẽ không bao giờ làm hại bà đâu. Xin bà hãy giúp cháu với. Vợ và đứa con chưa chào đời của cháu sẽ nguy mất. Mình đã làm nghề bà đỡ bao nhiêu năm nay, mong muốn của mình là tất cả những đứa trẻ được chào đời khỏe mạnh. Nếu chỉ vì sự sợ hãi của bản thân mà lỡ như một đứa trẻ nào đó gặp nguy kịch thì quả là không phải. Thôi được, thế thì đi ngay thôi. Dù lòng hơi nghi ngại vì sự kỳ lạ của người đàn ông, nhưng nghĩ tới người vợ của anh ta đang gặp khó khăn khi vượt cạn, bà lão nhanh chóng chuẩn bị và đi theo anh ta. Này, anh ở đâu rồi? Ôi, chuyện gì đang xảy ra thế này? Ngài là thần rồng đấy ư? Dạ cháu chính là người đến nhờ bà đỡ đẻ cho vợ cháu đây bà. Cháu xin lỗi vì đã làm bà hoảng sợ. Vợ cháu phải chịu đau đớn mấy ngày nay rồi. Mong bà hãy giúp cô ấy đi ạ. Thần hay là người thì đều mong con mình sinh ra được thuận lợi. Tôi sẽ cố hết sức của mình. Ôi đau quá, đau quá, xin bà hãy giúp mẹ con cháu. Hãy để đó cho tôi. Nào, thở theo tôi nha. Hít vào, thở ra. Thế đó, tốt quá rồi. Nè cháu bé, con trai thần rồng, hãy ra đây với chúng ta nào. Cậu bé xinh đẹp của ta, ra đây đi, rồi cháu sẽ thấy hồ nước rất trong và sóng rất hiền, như ánh mắt cha mẹ đang nhìn cháu đây. Với sự giúp đỡ của bà lão, con trai thần rồng đã ra đời thật khỏe mạnh. Con trai của thần rồng đáng yêu quá. Chúng cháu cảm ơn bà. Chúng cháu cảm ơn bà. Không có gì đâu, đó là việc ta cần làm mà. Đúng như lời mọi người vẫn nói, không ca sinh nào có thể làm khó bà được. Giờ cháu muốn cảm ơn bà bằng tất cả những gì cháu có thể làm được. Bà hãy nói cho cháu biết điều bà cần là gì. Vàng bạc, châu báu hay lụa là gấm phúc, cháu sẽ cố hết sức để mang lại cho bà. Thôi, tôi chẳng cần giàu sang, cũng chẳng cần gấm vóc gì đâu. Tôi không cần gì hết. Tiếng khóc chào đời của một đứa trẻ khỏe mạnh là tất cả những gì mà tôi cần. Chỉ cần giúp được những đứa trẻ ra đời thuận lợi là tôi mãn nguyện lắm rồi. Bà tốt bụng quá, nhưng chúng cháu sẽ không an lòng nếu chưa đền được ơn của bà đâu ạ. Hay là có thứ gì bà thực sự mong muốn không? Bà hãy nói cho cháu nha, cháu sẽ giúp bà thực hiện nó. Mong muốn của tôi sao?
Nếu có, đó là... Xin cho ít mưa rơi xuống ở làng tôi. Mỗi cánh đồng đều khô hạn và cây trồng không lớn được. Những người mẹ thì không nuôi nổi những đứa con mà họ sinh ra. Mưa ư? Nhưng Thượng Đế... được thôi, vì đó là mong muốn của bà nên cháu sẽ thực hiện điều đó. Cháu sẽ làm mưa xuống. Mưa rồi mọi người ơi. Mưa rồi. Thần rồng đã đáp ứng thỉnh cầu của bà lão và cho mưa xuống. Mưa tưới đẫm những cánh đồng, cây trồng tươi tốt trở lại. Sao tự nhiên sấm sét dữ dội thế? Có chuyện gì đó đã xảy ra với thần đồng? Bà lão, chúng cháu đến từ biệt bà đây. Có chuyện gì vậy? Sao thần rồng cùng vợ con lại ra đi? Là vì Thượng Đế trách phạt cháu vì đã trái lệnh ngài mà cho mưa xuống làng này. Nhà cháu bị đày đến vùng khác, rất xa xôi và khắc nghiệt. Nhưng cháu đã rất vui vì báo đáp được công ơn của bà. Trời ơi, là lỗi của ta. Hãy tha lỗi cho ta. Xin bà đừng phiền lòng vì điều đó. Chỉ vì gia đình cháu luôn bên nhau thì mọi điều sẽ tốt đẹp cả thôi. Ở nơi đó cháu sẽ luôn phù hộ cho bà, bởi vì bà cũng mong muốn những đứa trẻ được lớn lên khỏe mạnh và vui vẻ. Tạm biệt bà. Tạm biệt bà. Tạm biệt. Tôi sẽ không bao giờ quên cả nhà cậu đâu. Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nha. Từ đó, tuy biết thần rồng không còn ở miếu thờ trong làng nữa, nhưng ngày ngày bà lão vẫn cầu nguyện ở đó trước khi đi đỡ đẻ, vì bà tin một ngày nào đó thần đồng sẽ trở về với ngôi làng này. Viên xương khớp Sobi với thành phần glucosamine, chondroitin, MSM và collagen giúp giảm thoái hóa khớp, tạm biệt những cơn đau. Sobi nhập khẩu bởi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!